phẩm cần dùng sức mạnh Balakaraniya Vatga Tất cả đều có nhân duyên ở Savatthi Một La Mã Kinh Sức Lực Balasutta 149 Nhân duyên ở Savatthi Phí như này các tỷ kheo Phạm có những hành động gì muốn làm cần phải có sức lực Tất cả những hành động ấy đều y cứ vào đất, đều an trú vào đất. Cũng vậy, này các tỷ kheo, tỷ kheo y cứ vào giới, an trú vào giới, tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo y cứ trên giới, an trú trên giới, tu tập thánh đạo tám ngành và làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành. Ở đây, này các tỷ kheo tỷ kheo tu tập chánh tri kiến liên hệ đến phiển ly liên hệ đến ly tham liên hệ đến đoạn diệt hướng đến từ bỏ vân vân tu tập chánh định liên hệ đến phiển ly liên hệ đến ly tham liên hệ đến đoạn diệt hướng đến từ bỏ cũng vậy này các tỷ kheo tỷ kheo y cứ vào giới an trú vào giới tu tập thánh đạo tám ngành và làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành ở đây này các tỷ kheo, tỷ kheo tu tập chánh tri kiến, lấy nhiếp phục tham làm cứu cánh, lấy nhiếp phục sân làm cứu cánh, lấy nhiếp phục si làm cứu cánh, vân vân. Tu tập chánh định, lấy nhiếp phục tham làm cứu cánh, lấy nhiếp phục sân làm cứu cánh, lấy nhiếp phục si làm cứu cánh, vân vân. Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo tu tập chánh tri kiến, lấy bất tử làm chỗ hội nhập, lấy bất tử làm mục đích, lấy bất tử làm cứu cánh, vân vân. Tu tập chánh định, lấy bất tử làm chỗ hội nhập, lấy bất tử làm mục đích, lấy bất tử làm cứu cánh, vân vân. Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo tu tập chánh tri kiến, thiên về niết bàn, hướng về niết bàn, xuôi về niết bàn, vân vân. Tu tập chánh định, thiên về niết bàn, hướng về niết bàn, xuôi về niết bàn vân vân hai la mã kinh các hạt giống bija suta một trăm năm mươi ví như này các tỷ kheo phàm có những hạt giống nào những cây mạ nào tăng trưởng lớn mạnh quảng đại tất cả đều y cứ vào đất đều an trú vào đất cũng vậy này các tỷ kheo tỷ kheo y cứ vào giới an trú vào giới tu tập thánh đạo tám ngành làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành đạt được tăng trưởng lớn mạnh và quảng đại trong các pháp và này các tỷ kheo thế nào là tỷ kheo y cứ vào giới an trú vào giới tu tập thánh đạo tám ngành làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành đạt được tăng trưởng lớn mạnh quảng đại trong các pháp ở đây này các tỷ kheo tỷ kheo tu tập chánh tri kiến liên hệ đến viễn ly liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ, vân vân. Tu tập chánh định, liên hệ đến phiển ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Cũng vậy, này các tỷ kheo, tỷ kheo y cứ vào giới, an trú vào giới, tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành, đạt đến tăng trưởng, lớn mạnh và quảng đại trong các pháp. Ba La Mã Kinh Con Trắng Naga Sutta 151 Y cứ vào vua Tuyết Sơn Này các tỷ kheo Các loại trắng lớn tăng trưởng tự thân Thâu hòa sức mạnh Ở đấy khi chúng tăng trưởng tự thân Thâu hòa sức mạnh Chúng đi xuống các hồ nhỏ Sau khi xuống các hồ nhỏ Chúng đi xuống các hồ lớn Sau khi đi xuống các hồ lớn Chúng đi xuống các sông nhỏ sau khi đi xuống các sông nhỏ chúng đi xuống các sông lớn sau khi đi xuống các sông lớn chúng đi ra biển ra đại dương tại đấy thân của chúng được to lớn và quảng đại hơn cũng vậy này các tỷ kheo tỷ kheo y cứ vào giới ăn trú vào giới tu tập thánh đạo tám ngành làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành đạt được sự to lớn sự quảng đại trong các thiện pháp và này các tỷ kheo Thế nào là tỷ kheo y cứ vào giới, an trú vào giới, tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành, đạt đến sự to lớn, sự quảng đại trong các thiện pháp. Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo tu tập chánh tri kiến, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến tự bỏ, vân vân Tu tập chánh định, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Cũng vậy, này các tỷ kheo, tỷ kheo y cứ vào giới, an trú trên giới, tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành, đạt đến sự to lớn, sự quảng đại trong các pháp. Bốn La Mã Kinh Cây năm Sutta 152 Ví như, này các tỷ kheo, có cây thiên về hướng đông, hướng về hướng đông, xuôi về hướng đông, khi bị chặt từ gốc, cây ấy sẽ rơi về hướng nào? Bạch Thế Tôn, về phía nó thiên về, về phía nó hướng về, về phía nó xuôi về. Cũng vậy, này các tỷ kheo, tỷ kheo tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành, thiên về niết bàn, hướng về niết bàn, xuôi về niết bàn. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành, thiên về niết bàn, hướng về niết bàn, xuôi về niết bàn. Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo tu tập chánh tri kiến, liên hệ đến phiển ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến tự bỏ, vân vân Tu tập chánh định, liên hệ đến phiển ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt hướng đến từ bỏ cũng vậy này các tỷ kheo tỷ kheo tu tập thánh đạo tám ngành làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành thiên về niết bàn hướng về niết bàn xuôi về niết bàn năm la mã kinh cái ghè kumbasutta một trăm năm mươi ba ví như này các tỷ kheo một cái ghè nếu bị nghiêng đổ, nước đã bị đổ ra không thể đổ vào lại được. Cũng vậy, này các tỷ kheo, tỷ kheo tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành. Đối với các ác, bất thiện pháp đã được đổ ra, không thể đổ vào lại được. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành. Đối với các ác, bất thiện pháp đã được đổ ra, không thể đổ vào lại được. Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo tu tập chánh tri kiến, liên hệ đến phiển ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến tự bỏ, vân vân Tu tập chánh định, liên hệ đến phiển ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến tự bỏ. Cũng vậy, này các tỷ kheo, tỷ kheo tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành, đối với các ác, bất thiện pháp đã được đổ ra, không có thể đổ vào lại được. Sáu La Mã Kinh Râu Lúa Mì Sukasuta 154 Ví như, này các tỷ kheo, sợi trâu lúa mì hay sợi trâu lúa mạch được đặt hướng chân chánh, khi bị tay chân đè vào, có thể đâm thủng tay chân hay có thể làm đổ máu. Sự tình này có thể xảy ra. Vì sao vì sợi trâu được đặt hướng chân chánh. Cũng vậy, tỷ kheo nhờ đặt hướng chân chánh, tu tập con đường chân chánh, thời vô minh được cắt đoạn, minh sẽ được khởi lên, niết bàn sẽ được chứng đắc. Sự kiện như vậy có xảy ra. Vì sao? Vì tri kiến được đặt hướng một cách chân chánh. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo nhờ chân chánh đặt hướng tri kiến? nhờ chân chánh đặt hướng con đường tu tập nên đâm thủng vô minh làm minh sanh khởi chứng ngộ được niết bàn ở đây này các tỷ kheo tỷ kheo tu tập chánh tri kiến liên hệ đến phiển ly liên hệ đến ly tham liên hệ đến đoạn diệt hướng đến từ bỏ vân vân tu tập chánh định liên hệ đến phiển ly liên hệ đến ly tham liên hệ đến đoạn diệt hướng đến từ bỏ vân vân cũng vậy này các tỷ kheo tỷ kheo chân chánh đặt hướng tri kiến chân chánh đặt hướng con đường tu tập nên đâm thủng vô minh làm minh sanh khởi chứng ngộ được niết bàn bảy la mã kinh hư không akasa sutta một trăm năm mươi lăm ví như này các tỷ kheo trên không trung có nhiều loại gió thổi gió từ phương đông thổi gió từ phương Tây thổi, gió từ phương Bắc thổi, gió từ phương Nam thổi. Gió có bụi thổi, gió không bụi thổi, gió lạnh thổi, gió nóng thổi, gió nhỏ thổi, gió thật lớn thổi. Cũng vậy, này các tỷ kheo, tỷ kheo tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành. Thời bốn niệm xứ được tu tập đi đến viên mãn, bốn chánh cần, vân vân, bốn như ý túc, vân vân năm căn vân vân năm lực vân vân bảy giác chi được tu tập đi đến viên mãn và này các tỷ kheo thế nào là tỷ kheo tu tập thánh đạo tám ngành làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành bốn niệm xứ được tu tập đi đến viên mãn bốn chánh cần vân vân bốn như ý túc vân vân năm căn vân vân năm lực vân vân bảy giác chi được tu tập đi đến viên mãn. Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo tu tập chánh tri kiến, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ, vân vân, tu tập chánh định, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Cũng vậy, này các tỷ kheo, tỷ kheo tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành bốn niệm xứ được tu tập đi đến viên mãn bốn chánh cần vân vân bốn như ý túc vân vân năm căn vân vân năm lực vân vân bảy giác chi được tu tập đi đến viên mãn tám la mã kinh mây mưa thứ nhất bathama mega sutta một trăm năm mươi sáu ví như này các tỷ kheo vào cuối tháng mùa hạ bụi mùa bay lên rồi có đám mây mưa lớn trái mùa thình lình làm chúng tiêu tan và tịnh chỉ cũng vậy này các tỷ kheo tỷ kheo tu tập thánh đạo tám ngành làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành đối với các ác bất thiện pháp tiếp tục sanh lập tức làm chúng tiêu tan và tịnh chỉ và này các tỷ kheo thế nào là tỷ kheo tu tập thánh đạo tám ngành làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành Đối với các ác, bất thiện pháp, tiếp tục sanh, lập tức làm cho chúng tiêu tan và tình chỉ. Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo tu tập chánh tri kiến, vân vân tu tập chánh định, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Cũng vậy, này các tỷ kheo, tỷ kheo tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành, đối với các ác, bất thiện pháp tiếp tục sanh, Upanupana lập tức làm cho chúng tiêu tan và tịnh chỉ. Chính là Mã Kinh Mây Mưa Thứ Hai Dutiya mươi 157 Ví như, này các tỷ kheo, một ngọn gió lớn thỉnh thoảng làm cho đám mây mưa lớn khởi lên bị tiêu tan, tịnh chỉ. Cũng vậy, này các tỷ kheo, tỷ kheo tu tập thánh đạo tám ngành làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành đối với các ác bất thiện pháp tiếp tục sanh khởi khiến chúng tiêu tan và tịnh chỉ và này các tỷ kheo thế nào là tỷ kheo tu tập thánh đạo tám ngành làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành đối với các ác bất thiện pháp tiếp tục sanh khởi khiến chúng tiêu tan và tịnh chỉ ở đây này các tỷ kheo tỷ kheo tu tập chánh tri kiến vân vân tu tập chánh định liên hệ đến viễn ly liên hệ đến ly tham liên hệ đến đoạn diệt hướng đến từ bỏ cũng vậy này các tỷ kheo tỷ kheo tu tập thánh đạo tám ngành làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành đối với các ác bất thiện pháp tiếp tục sanh khởi khiến chúng tiêu tan và tịnh chỉ mười la mã kinh chiếc thuyền navasutta 158 Ví như, này các tỷ kheo, một chiếc thuyền đi biển, đầy đủ cột buồm và dây buồm vết tabanda nabandaya và bị mắc cạn trên bờ, trong sáu tháng bị nước làm cho hao mòn, còn trong mùa khô các dây buồm bị gió và mặt trời làm cho hư hại, rồi trong mùa mưa bị thấm ướt abhipavutha bởi cơn mưa dông, rất dễ abhakasirena, bị yếu, hư và mục nát. Cũng vậy, này các tỷ kheo, tỷ kheo tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành, rất dễ làm cho các ký sự yếu mòn và mục nát. Và thế nào, này các tỷ kheo, tỷ kheo tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành, rất dễ làm cho các ký sự yếu mòn và mục nát. Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo tu tập chánh tri kiến vân vân tu tập chánh định liên hệ đến viễn ly liên hệ đến ly tham liên hệ đến đoạn diệt hướng đến từ bỏ cũng vậy này các tỷ kheo tỷ kheo tu tập thánh đạo tám ngành làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành rất dễ làm cho các ký sử yếu mòn và mục nát 11 la mã kinh các khách agantuka Sutta, 159 Ví như, này các tỷ kheo, có một nhà khách, ở đấy có người từ phương Đông tới ở, có người từ phương Tây tới ở, có người từ phương Bắc tới ở, có người từ phương Nam tới ở, có người sát đế lị tới ở, có người bà la môn tới ở, có người phệ xá tới ở, có người thủ đà tới ở. Cũng vậy, này các tỷ kheo, tỷ kheo tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành, với các pháp Cần phải liễu tri nhờ thắng trí, họ nhờ thắng trí liễu tri các pháp ấy. Với các pháp cần phải đoạn tận nhờ thắng trí, họ đoạn tận các pháp ấy nhờ thắng trí. Với các pháp cần phải chứng ngộ nhờ thắng trí, họ chứng ngộ các pháp ấy nhờ thắng trí. Với những pháp cần phải tu tập nhờ thắng trí, họ tu tập những pháp ấy nhờ thắng trí. Và này các tỷ kheo, thế nào là những pháp cần phải liễu tri nhờ thắng trí? cần phải được trả lời là năm thủ uẩn thế nào là năm tức là sắc thủ uẩn thọ thủ uẩn tưởng thủ uẩn hành thủ uẩn thức thủ uẩn những pháp này này các tỷ kheo là những pháp cần phải liễu tri nhờ thắng trí và này các tỷ kheo thế nào là những pháp cần phải đoạn tận nhờ thắng trí vô minh hữu và ái bavatanha những pháp này cần phải đoạn tận nhờ thắng trí. Và này các tỷ kheo, những pháp nào cần phải chứng ngộ nhờ thắng trí? Minh và giải thoát, này các tỷ kheo, những pháp này cần phải chứng ngộ nhờ thắng trí. Và này các tỷ kheo, những pháp nào cần phải tu tập nhờ thắng trí? Chỉ và quán, này các tỷ kheo, những pháp này cần phải tu tập nhờ thắng trí. Và thế nào, này các tỷ kheo, tỷ kheo tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành. Đối với các pháp cần phải liễu tri, họ liễu tri được các pháp ấy nhờ thắng trí. Đối với các pháp cần phải đoạn tận nhờ thắng trí, họ đoạn tận các pháp ấy nhờ thắng trí. Đối với những pháp cần phải chứng ngộ nhờ thắng trí, họ chứng ngộ những pháp ấy nhờ thắng trí. Đối với những pháp cần phải tu tập nhờ thắng trí, họ tu tập những pháp ấy nhờ thắng trí. Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo tu tập chánh tri kiến, vân vân, tu tập chánh định, liên hệ đến phiển ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Như vậy, này các tỷ kheo, tỷ kheo tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành. Đối với các pháp cần phải liễu tri nhờ thắng trí. Vì ấy liễu tri những pháp ấy nhờ thắng trí Đối với những pháp cần phải đoạn tận nhờ thắng trí, vị ấy đoạn tận những pháp ấy nhờ thắng trí. Đối với những pháp cần phải chứng ngộ nhờ thắng trí, vị ấy chứng ngộ những pháp ấy nhờ thắng trí. Đối với những pháp cần phải tu tập nhờ thắng trí, vị ấy tu tập những pháp ấy nhờ thắng trí. 12 La Mã Kinh Con Sông trăm 160 Ví như này các tỷ kheo sông hằng thiên về hướng đông hướng về hướng đông xuôi về hướng đông rồi có một quần chúng lớn đến cầm cuốc và giỏ nói rằng chúng ta sẽ làm cho sông hằng này thiên về hướng tây hướng về hướng tây xuôi về hướng tây các ông nghĩ thế nào này các tỷ kheo quần chúng lớn ấy có thể làm cho sông hằng thiên về hướng tây hướng về hướng tây xuôi về hướng tây không thưa không Bạch Thế Tôn Vì sao? Vì rằng sông Hằng thiên về hướng đông, hướng về hướng đông, xuôi về hướng đông, không dễ gì có thể làm sông Hằng thiên về hướng tây, hướng về hướng tây, xuôi về hướng tây. Quân chúng lớn ấy chỉ phải khổ nhọc, phiền não mà thôi. Cũng vậy, này các tỷ kheo, tỷ kheo tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành. Thời các vua, đại thần của vua, bằng hưởng, đồng nghiệp, thân thích hay quyến thuộc cùng một huyết thống đem tài sản đến mời một. Hãy đến, này bạn, sao để những cà sa này làm phiền não bạn, sao lại bộ hành với đầu trọc và y bác, hãy hoàn tục, hưởng các tài sản và làm các công đức. Này các tỷ kheo, tỷ kheo tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành, từ bỏ học pháp và hoàn tục. Sự kiện như vậy không xảy ra. Vì sao, vì rằng, này các tỷ kheo, tâm của vị ấy đã lâu ngày thiên về viễn ly, hướng về viễn ly, xuôi về viễn ly, không thể nào có thể trở lại hoàn tục. Sự kiện như vậy không xảy ra. Và thế nào là tỷ kheo tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo tu tập chánh tri kiến, liên hệ đến viễn ly, vân vân tu tập chánh định liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành. Phẩm Tầm Cầu Esanavadya Một La Mã Kinh Tầm Cầu Esanasutta Tất cả đều có nhân duyên ở Savatthi. Một La Mã, Thắng Tri, Abhinya. 161. Này các tỷ kheo, có ba loại tầm cầu. Thế nào là ba? Tầm cầu về dục, tầm cầu về hữu, tầm cầu về phạm hạnh. Những pháp này, này các tỷ kheo, là ba tầm cầu. Chính do thắng tri ba tầm cầu này mà thánh đạo tám ngành này được tu tập. Thế nào là thánh đạo tám ngành được tu tập? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo tu tập chánh tri kiến, vân vân, tu tập chánh định, liên hệ đến phiển ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Chính do thắng tri ba tầm cầu này mà thánh đạo tám ngành này được tu tập. Này các tỷ kheo, có ba loại tầm cầu, vân vân, tu tập chánh định với cứu cánh là đoạn tận tham với cứu cánh là đoạn tận sân với cứu cánh là đoạn tận si này các tỷ kheo có ba loại tầm cầu vân vân tu tập chánh định thể nhập vào bất tử với mục đích là bất tử với cứu cánh là bất tử này các tỷ kheo có ba loại tầm cầu vân vân tu tập chánh định thiên về niết bàn hướng về niết bàn xui về niết bàn này các tỷ kheo chính do thắng tri ba tầm cầu này mà thánh đạo tám ngành này được tu tập hai la mã liễu tri Parinya này các tỷ kheo có ba loại tầm cầu thế nào là ba tầm cầu về dục tầm cầu về hữu tầm cầu về phạm hạnh những pháp này này các tỷ kheo là ba tầm cầu. Chính vì liễu tri ba tầm cầu này, vân vân, mà thánh đạo tám ngành được tu tập. Ba La Mã, Đoạn Diệt, Ba Rít Khai Gia Này các tỷ kheo, có ba loại tầm cầu. Thế nào là ba? Tầm cầu dục, tầm cầu hữu, tầm cầu phạm hạnh. Chính vì mục đích đoạn diệt ba tầm cầu này, vân vân, mà thánh đạo tám ngành được tu tập. Bốn La Mã Đoạn tận Bahana Này các tỷ kheo, có ba tầm cầu này. Thế nào là ba? Tầm cầu dục, tầm cầu hữu, tầm cầu phạm hạnh. Chính vì mục đích đoạn tận ba tầm cầu này mà thánh đạo tám ngành được tu tập. Thế nào là thánh đạo tám ngành được tu tập? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo tu tập chánh tri kiến, vân vân, tu tập chánh định, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ, vân vân. Này các tỷ kheo, chính vì mục đích đoạn tận ba tầm cầu này mà thánh đạo tám ngành này được tu tập. Hai La Mã Kinh Kiêu Mạng Vida Sutta 162 này các tỷ kheo có ba kiêu mạng thế nào là ba kiêu mạng tôi hơn kiêu mạng tôi bằng kiêu mạng tôi thua này các tỷ kheo đó là ba kiêu mạng này chính vì mục đích thắng tri liễu tri đoạn diệt đoạn tận ba kiêu mạng này mà thánh đạo tám ngành được tu tập thế nào là thánh đạo tám ngành được tu tập ở đây này các tỷ kheo tỷ kheo tu tập chánh tri kiến vân vân tu tập chánh định liên hệ đến viễn ly liên hệ đến ly tham liên hệ đến đoạn diệt hướng đến từ bỏ vân vân này các tỷ kheo chính vì mục đích thắng tri liễu tri đoạn diệt đoạn tận ba kiêu mạng này mà thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập ba la mã kinh lậu hoặc Asava Sutta 163 Này các tỷ kheo, có ba lậu hoặc này. Thế nào là ba? Dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Này các tỷ kheo, đó là ba lậu hoặc này. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận ba lậu hoặc này, vân vân mà thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập, vân vân bốn la mã kinh hữu bavasutta một trăm sáu mươi bốn này các tỷ kheo có ba hữu này thế nào là ba dục hữu sắc hữu vô sắc hữu này các tỷ kheo đó là ba hữu này chính vì mục đích thắng tri liễu tri đoạn diệt đoạn tận ba hữu này vân vân mà thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập Năm La Mã Kinh Khổ Tánh Dutkata Sutta 165 Này các tỷ kheo, có ba khổ tánh này. Thế nào là ba? Khổ khổ tánh, hành khổ tánh, hoại khổ tánh. Này các tỷ kheo, đó là ba khổ tánh này. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận ba khổ tánh này, vân vân mà thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập. Sáu La Mã Kinh Hoang Vu Khi La mươi 166 Này các tỷ kheo, có ba hoang vu này. Thế nào là ba? Tham hoang vu, sân hoang vu, si hoang vu. Này các tỷ kheo, đó là ba hoang vu này. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận ba hoang vu này, vân vân, mà thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập. Bảy La Mã Kinh Cấu Nhiễm Malasutta 167 Này các tỷ kheo, có ba cấu nhiễm này. Thế nào là ba? Tham cấu nhiễm, sân cấu nhiễm, si cấu nhiễm. Này các tỷ kheo, đó là ba cấu nhiễm này. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận ba cấu nhiễm này, vân vân mà thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập. Tám La Mã Kinh Giao Động Niga Sutta 168 Này các tỷ kheo, có ba giao động này, thế nào là ba? Tham giao động, sân giao động, si giao động. Này các tỷ kheo, đó là ba dao động này. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận ba dao động này, vân vân, mà thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập. Chính La Mã, Kinh Thọ, Vedana Sutta 169. Này các tỷ kheo, có ba thọ này, thế nào là ba lạc thọ, khổ thọ, phi khổ phi lạc thọ. Này các tỷ kheo, đó là ba thọ này. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận ba thọ này, vân vân mà thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập. Mười La Mã Kinh Khát Ái Tanha Sutta 170 Này các tỷ kheo, có ba khát ái này, thế nào là ba? Dục khát ái, hữu khát ái, phi hữu khác ái. Này các tỷ kheo, đó là ba khác ái này. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận ba khác ái này, thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập. Thế nào là thánh đạo tám ngành cần phải tu tập? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo tu tập chánh tri kiến, liên hệ đến phiển ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, liên hệ đến đoạn tận, hướng đến tự bỏ, vân vân tu tập chánh định liên hệ đến phiển ly liên hệ đến ly tham liên hệ đến đoạn diệt liên hệ đến đoạn tận hướng đến từ bỏ chính vì mục đích thắng tri liễu tri đoạn diệt đoạn tận ba khát ái này này các tỷ kheo thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập mười một la mã kinh khác ái tasina sutta một trăm bảy mươi có ba khác ái, này các tỷ kheo, vân vân. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận ba khác ái này. Này các tỷ kheo, thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập. Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo tu tập chánh tri kiến, liên hệ đến viễn ly, vân vân. Tu tập chánh định, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ, vân vân tu tập chánh định với cứu cánh là đoạn tận tham với cứu cánh là đoạn tận sân với cứu cánh là đoạn tận si vân vân tu tập chánh định với mục đích là thể nhập bất tử với mục đích là bất tử với cứu cánh là bất tử vân vân tu tập chánh định thiên về niết bàn hướng về niết bàn xuôi về niết bàn vân vân chính vì mục đích thắng tri liễu tri đoạn diệt đoạn tận ba khác ái này này các tỷ kheo, thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập. Phẩm Bộc Lưu ogavaga Tất cả đều có nhân duyên ở Savatthi. Một La Mã Kinh Bộc Lưu Ogasutta 172 Này các tỷ kheo, có bốn bộc lưu này, thế nào là bốn dục bộc lưu hữu bộc lưu kiến bộc lưu vô minh bộc lưu này các tỷ kheo đó là bốn bộc lưu này chính vì mục đích thắng tri liễu tri đoạn diệt đoạn tận bốn bộc lưu này này các tỷ kheo thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập như đoạn kinh về tầm cầu hai la mã kinh ách vượt yoga sutta 173 Này các tỷ kheo, có bốn ách phượt này. Thế nào là bốn? Dục ách phượt, hữu ách phượt, kiến ách phượt, vô minh ách phượt. Này các tỷ kheo, đó là bốn ách phượt này. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận bốn ách phượt này. Này các tỷ kheo, thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập. Ba La Mã Kinh chấp Thủ Upadana Sutta 174 Này các tỷ kheo, có bốn chấp thủ này, thế nào là bốn? Dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ. Này các tỷ kheo, đó là bốn chấp thủ này. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận bốn chấp thủ này, thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập bốn la mã kinh hệ phược gantha sutta một trăm bảy mươi lăm này các tỷ kheo có bốn hệ phược này thế nào là bốn tham thân hệ phược sân thân hệ phược giới cấm thủ thân hệ phược chấp đây là sự thật thân hệ phược này các tỷ kheo đó là bốn hệ phược này chính vì mục đích thắng tri liễu tri đoạn diệt đoạn tận bốn hệ phượt này. Này các tỷ kheo, thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập. Năm La Mã Kinh Tùy Miên Anusaya Sutta 176 Này các tỷ kheo, có bảy tùy miên này. Thế nào là bảy? Dục tham tùy miên Kamara saya, Hận tùy miên, kiến tùy miên, nghi tùy miên, mạng tùy miên, hữu tham tùy miên, bavara ganusaya, vô minh tùy miên. Này các tỷ kheo, đó là bảy tùy miên này. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận bảy tùy miên này. Này các tỷ kheo, thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập. Sáu La Mã Kinh Dục Công Đức Kamaguna Sutta 177. Này các Tỷ kheo, có năm dục công đức, thế nào là năm? Các sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái liên hệ đến dục, hấp dẫn. Các tiếng do tai nhận thức, vân vân, các hương do mũi nhận thức, vân vân, các vị do lưỡi nhận thức, vân vân, các xúc do thân nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này các tỷ kheo, đó là năm dục công đức này. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm dục công đức này. Này các tỷ kheo, thánh đạo tám ngành này phải được tu tập. Bảy La Mã Kinh Triền Cái Nivarana Sutta 178 Này các tỷ kheo, có năm triền cái này. Thế nào là năm, dục tham triền cái chanda nivarana sân triền cái hôn trầm thủy miên triền cái trạo hối triền cái nghi triền cái này các tỷ kheo đó là năm triền cái này chính vì mục đích thắng tri liễu tri đoạn diệt đoạn tận năm triền cái này này các tỷ kheo thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập tám la mã kinh thủ ẩn 179 Này các tỷ kheo, có năm thủ uẩn này, thế nào là năm? Tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Này các tỷ kheo, đó là năm thủ uẩn này. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm thủ uẩn này. Này các tỷ kheo, thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập. Chính La Mã Kinh Hạ Phần Ký Sử Oram 180 Này các tỷ kheo, có năm hạ phần ký sử này, thế nào là năm? Thân kiến, nghi, giới cấm thủ, dục tham, sân. Này các tỷ kheo, đó là năm hạ phần ký sử này chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm hạ phần ký sử này, này các tỷ kheo, thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập. Mười La Mã Kinh Thượng Phần Ký Sử Uddham Sutta 181 Có năm Thượng Phần Ký Sử Này các tỷ kheo, thế nào là năm? Tham sắc, tham vô sắc, mạng, trạo cử, vô minh. Này các tỷ kheo, đó là năm thượng phần ký sử này. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm thượng phần ký sử này. Này các tỷ kheo, thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập. Thế nào là thánh đạo tám ngành cần phải tu tập? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo tu tập chánh tri kiến, liên hệ đến viễn ly, vân vân tu tập chánh định, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm thượng phần ký sử này, này các tỷ kheo, thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập. Ví như, này các tỷ kheo, con sông Hằng, vân vân. Này các tỷ kheo, có năm thượng phần ký sử, thế nào là năm? Tham sắc, tham vô sắc, mạng, trạo cử, vô minh. Này các tỷ kheo, đó là năm thượng phần ký sử này. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm thượng phần ký sử này, thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập. Thế nào là thánh đạo tám ngành cần phải tu tập? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo tu tập chánh tri kiến, vân vân, tu tập chánh định với cứu cánh là đoạn tận tham, với cứu cánh là đoạn tận sân, với cứu cánh là đoạn tận si, vân vân, thể nhập vào bất tử, hướng đến bất tử, với cứu cánh là bất tử, vân vân, thiên về niết bàn, hướng về niết bàn, xuôi về niết bàn. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm thượng phần ký sử này, này các tỷ kheo, thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập.